chương trình tin tức thời sự bình luận với luật sư Trần Quốc Thiên xin trân trọng và kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì trong thời gian qua có nhiều đồng nghiệp luật sư của tôi ở Việt Nam đã rất bức xúc về một số YouTuber thất nghiệp ở Hoa Kỳ và trình độ về tiếng Việt chỉ là tiểu học lớp 3 lớp 7 nhưng khi về Việt Nam bỗng dưng xưng là luật sư thưa quý vị. Và bây giờ thì họ nói rằng đó là những luật sư láo khoét tự xưng lừa các cơ quan chức năng nhà nước thưa quý vị. Chẳng hạn như dựng lên dự án ma đường bay Đà Nẵng Houston nói láo nói khoét cho tới ngày hôm nay vẫn không có một cái chuyến bay nào cả. Hoặc là hứa với lại Ủy ban nhà nước Việt Nam là sẽ thành lập À, hội cờ đỏ ở Mỹ vân vân Sau đó thì chạy trốn thưa quý vị Rồi nào là đăng ký Đã đăng ký mua xe VinFast ở Lừa chỗ này lừa chỗ kia Hứa chỗ nọ con ba nhà họ hứa thưa quý vị Trên thực chất thì chả làm được cái gì cả Chẳng hạn như bây giờ nhà nước Việt Nam Muốn nhờ một luật sư ở Hoa Kỳ Để mở văn phòng hoặc là mở hội trợ để bán hàng việt nam thì youtuber lừa đảo đó chạy trốn rồi vì vì chẳng có khả năng làm bất cứ việc gì liên quan tới luật hoặc là nhờ coi như là tổ chức họp báo hay là dẫn đường hay là đi vận động ở quốc hội hoa kỳ về luật pháp quốc tế thì cũng không có nhưng lại thích nổ lừa nhà nước việt nam là sẽ giúp nhà nước Việt Nam thưa kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế để đòi lại Hoàng Sa vân vân thưa quý vị. Nhưng bây giờ những cái trò bèo trò lừa đó đã không qua mắt được ai khi mà đương sự không đưa ra được bất cứ giấy phép hành nghề luật sư ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này thưa quý vị. thì các luật sư đồng nghiệp ở Việt Nam họ nói rằng nếu mà xưng luật sư ở Việt Nam thì phải có văn phòng thưa quý vị. Không cần biết anh có bằng cấp gì hay không. Nhưng điều kiên quyết đầu tiên là phải có văn phòng đăng tên của mình lên trước cửa thưa quý vị. Như quý vị thấy đây là luật sư Hoàng Thái. Thì văn phòng luật sư Hoàng Thái số 12 mạng định trì phường đa cao quận nhất vân vân số điện thoại liên lạc rồi điện thư vân vân còn những tay mà tự dưng trên Youtube Nào là góc nhìn của tôi Là góc nhìn luật sư và Tôi là luật sư hành nghề Bao nhiêu năm Đều là lão khoác Và các luật sư đang hành nghề ở Việt Nam Yêu cầu những thành phần Youtuber đó Hãy Tự treo bạn Văn phòng luật sư Tốt nghiệp Houston Chuyên Cố vấn Tư vấn về luật hình sự. Để coi như thế nào thưa quý vị. Còn nếu mà những tay youtuber đó mà không có bất cứ một cái bản hiệu nào trước nhà Thì đó là đồ giả. Nói thẳng là như thế. Và bây giờ họ bắt đầu thu thập bằng chứng để báo cáo bộ công an thưa quý vị. Những cái chiều trò lên internet lừa đảo rất nhiều. Rồi tiếp theo đây là một luật sư khác. Chẳng hạn như ông Nguyễn Huy Thiệp và cộng sự để rất rõ ràng quý vị thấy trên màn hình trên trước cửa nhà hay là cửa văn phòng đoàn luật sư thành phố hà nội văn phòng luật sư nguyễn huy thiệp và cộng sự số 11 b 7 đầm Cháu hai bà trưng hà nội vân vân đầy đủ số điện thoại số fax vân vân thưa quý vị nói chung là rất công khai, minh bạch, rõ ràng đối với luật pháp ở Hoa Kỳ cũng như ở Việt Nam thưa quý vị. Các luật sư đang hành nghề thì họ sẽ đề rất rõ ràng ở trước cửa của họ là Law Office, văn phòng luật sư của ai, của ông Nguyễn Văn A, ông Trần Văn B, vân vân Rồi quý vị thấy không, đây là văn phòng của luật sư tên là Hồng Đức nó rất rõ ràng thưa quý vị tranh tụng và các dịch vụ pháp lý đoàn luật sư tỉnh yên bái cho nên bây giờ trên không gian mạng này những thằng thất nghiệp ở bên mỹ không có công an việc làm rồi nó đóng vai là du khách mỹ vào việt nam 6 tháng rồi phải bị trục xuất ra khỏi việt nam rồi phải làm đơn xin xin vào du lịch cho việt nam thưa quý vị chỉ với tính cách là khách du lịch quốc tịch Mỹ đến Việt Nam không hề có một cái nghĩa vụ trách nhiệm quyền lợi nào của những người công dân nước Việt hay có quốc tịch Hoa Kỳ thưa quý vị nhưng lúc nào cũng làm ra vẻ nhân vật quan trọng à, đi gặp ông này ông nọ, ông lớn nhưng mà toàn là những người hưu trí thưa quý vị không có một cái giá trị chỉ nhằm mục đích loè biệp nổ láo xạo không có một cơ quan về pháp luật pháp lý văn phòng luật hãng luật nào ở Việt Nam mướn hết chưa quý vị vì những tay đó không có giấy phép hành nghề và cũng không có khả năng hành nghề thưa quý vị một cái bằng tiểu học học lớp 7 lớp 3 trường làng của Việt Nam còn không có đưa ra thì làm sao ai mà tin là có bằng lớp 9 rồi có bằng lớp 12 rồi có bằng đại học rồi có bằng luật thưa quý vị Quý vị đừng có bị lòe bởi những cái miệng mò miệng méo Nói láo ăn tiền Cái chẳng có thực chất Tất cả những hành động đều là đi lừa các cơ quan chức năng của Việt Nam Đi đâu lừa đó không có một cái giá trị gì cả Chỉ có tốn cơm tốn tiền đãi rồi nhận phong bì bừa bãi Làm ra vẻ như là luật sư quốc tế Sắp kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế giúp cho Việt Nam đòi Hoàng Sa vân vân thưa quý vị lừa đảo hết không có cái vụ nào mà kiện ra tòa án quốc tế bởi cái, uh, luật sư đổ, luật sư youtuber nào hết rồi tiếp theo như quý vị thấy là các đồng nghiệp uh, luật sư ở Việt Nam đưa là những hình ảnh như là văn phòng luật sư triệu hiển rất rõ ràng thưa quý vị tất cả những luật sư hành nghề ở Việt Nam đều có biển hiệu hay là bảng hiệu ngay trước cửa, trước nhà, trước văn phòng. Cho nên là các luật sư ở Việt Nam họ nói thẳng rằng là những thành phần lừa đảo không có văn phòng, không có giấy phép, không đóng thuế, không hành nghề ở bất cứ tòa án nào ở Việt Nam, tòa án thành phố Hồ Chí Minh, tòa án Cần Thơ, tòa án Hà Nội đều không có tên của những tên YouTuber HGH tạo cả thưa quý vị rõ ràng là một sự mạo danh chức danh luật sư để lừa gạt, lừa đảo âm mưu có những cái âm mưu rất thâm độc để mà tuyên truyền lệch lạc xuyên tạc lịch sử Việt Nam chẳng hạn như vậy hoặc là xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng và nhà nước và đã bị các cơ quan báo đài lên án chẳng hạn như là báo điện tử của Đảng Cộng sản Việt Nam, báo Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam, báo uh, Lịch sử Công an của Bộ Công an Việt Nam, báo Quân đội Nhân dân Việt Nam, vân vân gồm có thêm nhiều báo khác, báo tuyên giáo của các 63 tỉnh thành, vân vân Còn ở đây quý vị thấy rõ ràng nè, văn phòng luật sư quốc tế, bản hiệu, biển hiệu rất là rõ ràng, đoàn luật sư, tỉnh Nghệ An quý vị thấy rất rõ ràng còn trong vòng 24 tiếng đồng hồ mà quý vị thấy những cái tay mà lâu nay nói là luật sư mà không dám đề biển hiệu trước nhà trước văn phòng trước nơi ở thì đích thị một trăm phần trăm một ngàn phần ngàn là luật sư giả thưa quý vị không cần coi bằng cấp nào ở đâu chỉ cần biết là trên trước nhà có để là văn phòng luật sư hay không nếu không để thì tức là đồ giả không có giá trị nào cả mà chỉ có tính cách lừa gạt tuyên bố nhăn nhít vào ủy ban nhà nước việt nam tuyên bố là về mỹ sẽ thành lập hội cờ đỏ việt nam sau khi tuyên bố hùng hổ quay video phát tán tá lạ Cuối cùng rồi cho tới ngày hôm nay, cuối năm 2023, mặc dù Y đã về Mỹ nhiều lần, nhưng không có một cái hội cờ đỏ nào được thành lập thừa quý vị. Mà người ta nghĩ rằng là những chiêu trò ma giáo lừa đảo không thực tế thực chất. Cho nên bây giờ cơ quan nhà nước Việt Nam cạch mặt, à, không mời thưa quý vị, và không nhắc đến coi như là một tên tội phạm lừa đảo, đang có âm mưu làm cách mạng trắng ở Việt Nam nhằm âm mưu lật đổ nhà nước Việt Nam, xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh, xuyên tạc đường lối chính sách của nhà nước Việt Nam thưa quý vị. Tên này thì đi về Việt Nam chỉ với xin nhắc lại là với tư cách là khách du lịch không hơn không kém. Nhà nước Việt Nam không hề mời tên này về với bất cứ tư cách nào khác. Không mời về với tư cách là sử gia để nói về sử không mà về tư cách uh, truyền thông để mà làm truyền thông uh, ở việt nam thưa quý vị tên này không có hề có bằng cấp nào về báo chí nhà báo truyền thông nào cả chỉ là một youtuber tự sưng tự sướng đủ kiểu thưa quý vị và hiện nay là đang nằm trong tầm ngắm của các uh, luật sư luật gia ở việt nam của các cơ quan báo chí ban ngành thưa quý vị để mà trong tương lai sẽ có những cái biện pháp mạnh đối với những thành phần lừa gạt, lừa đảo, bạo danh như thế này thưa quý vị. Xã hội Việt Nam bây giờ đang bị khốn khổ bởi những cái thành phần mạo sưng, mạo danh, không thực chất. Như đã nói là y có khả năng dẫn phái đoàn Việt Nam vào các hội nghị luật quốc tế hay không? Câu trả lời là không. Vì các phái đoàn chính phủ Việt Nam khi tham gia đều biết rất rõ ai là người được mời tham gia vào trong đó không hề có tên nào là hát về hát thưa quý vị nhưng những cái thành phần uh, tùng hô rồi cuồng rồi nói nhảm nhằm mục đích lừa gạt xạo láo độ như quý vị thấy các luật sư Việt Nam họ nhắc đi nhắc lại là luật sư hành nghề phải có biển hiệu thưa quý vị như là văn phòng luật sư văn sĩ số điện thoại bla 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 rồi trong đó ghi rất rõ là chi nhánh ở đâu văn phòng ở đâu làm cái gì thủ lý hồ sơ về cái gì về các vụ án hành tránh, vụ án dân sự hay các vụ hình sự vân vân thưa quý vị cho nên là có những tài youtuber mà không dám đề là văn phòng luật sư tế tốt nghiệp Houston, Mỹ, chuyên trách luật hình sự, luật quốc tế vân vân thì đó chính là một tên lừa đảo bịp bợm đồ giả mà thật sự là đồ giả thật thưa quý vị. Không có giấy tờ gì chứng minh, không có giấy hành nghề nào ở đâu, không có thẻ hành nghề, không có chứng chỉ hành nghề. Nhưng cứ thích lên Internet, miệng mồm, dẻo quẹo, lừa đảo góc nhìn của tôi là góc nhìn luật sư tôi là luật sư nhiều năm tôi có góc nhìn luật sư riêng vân vân thưa quý vị những chiêu trò đó bây giờ là người dân việt nam đã cảnh giác bằng cớ là bao nhiêu năm nay tên này tê mọi cách để mà xâm nhập vào các cơ quan tư pháp các cơ quan pháp luật các văn phòng luật các hãng luật từ lớn tới nhỏ đều không ai mướn thừa quý vị câu chuyện đã hết sức rất rõ ràng tất cả các doanh nghiệp ở Việt Nam đều rất mong muốn có sự tư vấn từ các luật sư quốc tế từ các luật sư Hoa Kỳ nhưng quý vị phải đặt một cái câu hỏi rất lớn là vì sao mà họ không bao giờ mướn những cái tên như hát về hát thừa quý vị nó rõ ràng như thế chỉ cần những luật sư Việt Nam nói chỉ cần làm một vụ kiếm cả trăm triệu đồng tiền Việt mà không cần làm YouTube mỗi ngày khang cổ khảng hồng để đi lừa người ta thưa quý vị vì đó là những thành phần YouTuber dơ YouTuber coi như không có khả năng chỉ đi mua view loè thiên hạ vân vân thưa quý vị bộ view rồi hạnh diện giống như là ta đây được nhiều người đông người theo dõi nhưng đồ giả cả nước Việt Nam không ai mượn tên hát về hát để làm về vấn đề luật pháp luật sư vân vân thưa quý vị vấn đề pháp lý mà chỉ thấy tên hát về hát ngồi tự sướng hết ngày này góc đó ngồi trên giường ngồi trong góc nhà nổ theo kiểu tâm thần phân liệt, giống giống như thế thưa quý vị. Đổ theo kiểu ảo tưởng gọi như ái kỷ tự sướng, vân vân. Thì hiện nay là các luật sư ở Việt Nam họ đang lập hồ sơ, thu thập chứng cứ, thu thập thông tin để trong tương lai có thể khởi tố thưa quý vị. Vì họ nói là không thể chấp nhận mà những cái trò lừa đảo trắng trợn trên không gian mạng, trên đất nước Việt Nam, đất nước Việt Nam cần phải quét sạch, truy tố những thành phần giả mạo như thế, thưa quý vị. Thì hy vọng là những người đồng nghiệp ở Việt Nam sẽ sớm sớm trong thời gian tới đầy đủ chứng cứ, nếu ai là nạn nhân của những tên mạo danh lừa đảo thì cứ việc lên tiếng với bộ Công an Việt Nam thưa quý vị cơ quan điều tra của Việt Nam để mà tiến hành điều tra bắt giam khởi tố thì chương trình đến nay tạm chấm dứt xin trân trọng cảm ơn quý vị khán giả khắp nơi xin quý vị vui lòng nhấn subscribe để ủng hộ kênh thành thật cảm ơn xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới